Ok, xin chào 500 anh em. Bây giờ đã là 5.000 anh em của máy ảnh cũ Hà Nội và cũng là hơn 5.000 người đã sub kênh Kiên Nguyễn. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Vừa rồi thì chúng tôi mới đã có một cái bài gọi là ăn mừng 2.000 sub. Vậy là bọn mình lại được ăn mừng 5.000 sub rồi, nhanh dã man, sắp đuổi kịp bà Tân về lớp được không ạ? Ok, đến với intro ngày hôm nay nhé. Như thường lệ và như đã hứa thì chúng ta lại đạt chạm một cái mốc đó là 5.000 sub. Cảm ơn anh em rất là nhiều. 5.000 sub này thì thuộc về anh em và tôi thì vẫn giữ 5.000 sub. Ok, và bây giờ tôi sẽ là đến một cái phần rất là nhanh để phục vụ anh em. Đó chính là một phần anh em rất là mong đợi từ khá là lâu rồi, từ lúc 2.000 sub anh em phải chờ đến 5.000 sub. Nhưng thực sự là tính ra là khoảng bao lâu nhỉ? Cũng nhanh phết, cũng nhanh. Nói chung dạo này ông ủng hộ tôi hơi bị ác. Nên chúng ta sẽ đến với lại các phần quà ngày hôm nay luôn. Và thể lệ để đạt được cái phần quà này thì chúng ta sẽ đến với phần ở cuối nhé. Và các bạn sẽ đọc ở trong cái phần mô tả để chúng ta cùng tham gia. Lần này thì chúng ta sẽ không tham gia comment ở trên YouTube nữa, mà để cho nó công bằng hơn, hiệu quả hơn và có nhiều thứ hay ho hơn thì chúng ta sẽ chơi trên sân chơi máy ảnh cũ Hà Nội nhé. Mình sẽ để đường link của fanpage máy ảnh cũ Hà Nội ở dưới. Thể lệ cuộc chơi, trò chơi, phần thưởng như thế nào để được giải. Và ok, chúng ta đến ngay với 3 phần quà ngày hôm nay. 3 phần quà lần này thì sẽ lớn hơn 3 phần quà lần trước khá là nhiều. Không biết là đến 1 triệu sub thì không biết có khi tặng ô tô cho anh em mất. Ok, bao giờ được 1 triệu sub thì tính tiếp nha. Và đến với phần quà của 5.000 sub trên kênh Kiên Nguyễn. Đầu tiên chúng ta có một giải 3, đó chính là một chiếc thẻ SanDisk Pro 32GB 95MB trên dây 633X mới 100%. Có mã code cứu ảnh nha. Thẻ xịn, chắc chắn là thẻ xịn. Ông nào chưa sub kênh thì vào sub kênh ngay để chúng ta có thể nhận được phần quà này nhá. Nhớ nhá, đây mới chỉ là giải 3 thôi. Ok, giải nhì chính là chiếc túi huyền thoại này. Chiếc túi cực kỳ đẹp đây. Túi mới 100% nhá, có khoảng 3 màu cho anh em chọn. Được quà nhưng anh em vẫn có thể chọn tùy màu để chọn. Đây chính là cái giải giải nhất của cái đợt 2.000 sub. Nhưng lần này nó chỉ là giải nhì thôi. Ok, và giải nhất của cái lần 5.000 sub này. Giải nhất này thì nó lại không giống như giải nhì và giải 3. Giải nhì và giải 3 này thì hầu hết là anh em dùng được. Nhưng có cái giải nhất này tôi cũng đắn đo suy nghĩ mãi, không biết là làm cái giải gì cho anh em. Bởi vì làm cái đắt tiền quá thì chả có tiền, mà làm cái rẻ tiền quá thì anh em lại khinh bỉ mình. Thôi, cái này thì cũng không phải ai cũng thích nhá. Nhưng mà anh em nào thích thì cứ tham gia chơi để lấy giải nhất. Không được thì mình lấy tạm giải nhì, giải 3. Ok, và hôm nay để đạt mừng 5.000 sub, mình sẽ tặng anh em một chiếc máy ảnh. Giải nhất của chúng ta chính là một chiếc máy ảnh nhá. Một chiếc máy ảnh của Đức, dòng Vorender, và là một chiếc máy phim. Thực sự là tôi không thích tặng máy phim lắm đâu, nhưng mà vì tôi ít tiền nên tôi tặng máy phim trước. Chờ 10.000 sub thì tính máy số ống nhất sau nhá. Đây là một chiếc Vorender dòng Viewfinder, Rangefinder gì đó. Tại vì mình không chuyên dòng máy phim lắm, nhưng nó là một cái máy cực kỳ đẹp. Anh em có thể đeo lên cổ làm phụ kiện cũng như là có thể đi chụp được. Bởi vì máy này hoàn toàn là máy đang sử dụng được anh em nhé. Mình sẽ không tặng rác cho anh em đâu. Máy sử dụng được là một chiếc máy của Đức với ống kính ở đây là 50F2.8 dòng Vorender của Đức. Đẹp dã man luôn, bằng sắt luôn, một cục bằng sắt, bằng nhôm gì đó. Trị giá trên thị trường của con máy này khoảng 2 triệu, 2 triệu rưỡi gì đấy. Đây chính là giải nhất trong đợt 5.000 sub này. Anh em mua mình sẽ tặng cho một cuộn phim. À quên, anh em được giải nhất chứ, quyền mổ má nàng nhiều. Mua. Ok, vậy là chúng ta đã xem được 3 giải thưởng của cái lần 5.000 sub này. Thể lệ cuộc thi thì bây giờ sẽ như thế này. Như nào cho anh em dễ thi nhỉ? Anh em thích như nào cho dễ thi nhỉ? Anh em có thể comment phía dưới đi, xem như nào cho thích dễ thi. Chắc chắn là tôi sẽ tổ chức cuộc thi này ở trên Facebook nhá. Thể lệ cuộc thi thì bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra như nào thể lệ như nào cho anh em máu chiến lên và nhanh đạt giải nhỉ. Ê, đau đầu quá. Ok, các ông sẽ xem trong phần mô tả nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều và rất là may mắn vì không ngờ một cái kênh về kỹ thuật, một cái kênh mà thực sự thì hàm lượng kiến thức thì có thể không bằng một số kênh khác đâu. Độ nguy hiểm và bẩn bựa thì chắc là cũng có nhiều. Nên anh em ủng hộ. Thì hẹn gặp lại anh em trong cái đợt mà 10.000 sub tiếp theo để chúng ta có thể lấy quà to hơn nhá.
Nhưng mà tôi hy vọng các ông sắp kênh tôi không phải chỉ để lấy quà. Thế thì anh em nó hơi ấy với nhau quá. Ok, và cảm ơn anh em rất là nhiều. Và bây giờ anh em tiếp tục sắp đi để chúng ta chuẩn bị nhận đến 10.000 sắp chúng ta nhận quà tiếp. Còn lại thể lệ thì anh em xong xem trong cái phần mô tả nhá. Ok, mình là Kiên đến từ máy Anh Cũ Hà Nội. Đây là bài giới thiệu qua cá nhử về cái vấn đề quà của 5.000 sắp thôi. Còn tham gia thật thì tôi cũng biết là tôi để trong clip này, clip sau đấy, các ông cứ phải sắp tiếp đi, theo dõi tiếp đi. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại anh em trong những clip bổ ích lần sau. Bye bye, hẹn gặp lại.